Hôm nay Longbike giới thiệu với các bạn hai mẫu đồng hồ LCD phiên bản mới nhất. Bạn nào xem kênh của mình lâu rồi thì chắc chắn là biết được trước đây mình đã giới thiệu cái phiên bản này rồi. Và hiện tại bây giờ mình cập nhật thêm phiên bản có màu đấy nhé. Có màu thì trông nó sẽ bé hơn này và đen trắng này to hơn. Tuy nhiên là nó sẽ khác cái phiên bản trước đây mình giới thiệu một chút. Vậy là mình sẽ cần phải làm một cái video mới để giới thiệu cho các bạn. Thì mẫu đồng hồ này hiện tại bây giờ có hỗ trợ IC thông minh và IC thường. Tuy nhiên nó sẽ hỗ trợ IC thông minh nhiều hơn, bởi vì bây giờ hiện tại thị trường IC thông minh là nó đã phát triển rất là mạnh rồi. Và IC thường, IC nhôm ấy, thì hiện tại bây giờ cũng đang chạy đua để tích hợp thêm những cái giao tiếp hiển thị giống IC thông minh. Vì vậy là các bạn sẽ cần những cái đồng hồ để hiển thị IC thông minh nhiều hơn là IC thường. Và ở đây thì mình đang gắn trên con Votol 728S và bây giờ mình sẽ ra cho các bạn cùng xem. Rồi. Thì hiện tại bây giờ cái đồng hồ trước mặt các bạn đây thì nó đã được cải tiến thêm một số những cái tính năng và mình sẽ giới thiệu cho các bạn như sau. Trước đây thì những con đồng hồ này sẽ đổi được số vôn từ 48 cho đến 72 vôn thông qua một cái rắc cắm vào và rút ra. Và thứ hai là nó có thể điều chỉnh tốc độ thông qua một cái chiếc áp. Một chiếc áp nhỏ ở phía đằng sau cái mạch các bạn có thể vặn và điều chỉnh cái tốc độ. Tuy nhiên là cái điểm yếu của hai cái thứ đó chính là nó hỗ trợ cái giải điện áp rất là thấp từ 48 đến 72V thôi. Nhưng hiện tại hai cái mẫu đồng hồ này bên mình đã hỗ trợ từ 48 đến 120V. Các bạn có thể lựa chọn cái số vôn làm sao cho nó phù hợp với cái số lượng bình ắc quy của các bạn đang di chuyển, đang sử dụng. Thứ hai là cái chiết áp để điều chỉnh cái vận tốc đây này. Thì khi mỗi lần các bạn muốn điều chỉnh, các bạn sẽ phải nhấc cái đồng hồ ra, tháo cái lớp vỏ phía sau ra và nó dùng cái tô vít để vặn cái chiết áp. Và cái chiết áp đấy thì nó lại có giới hạn số vòng và các bạn không thể điều chỉnh chính xác nếu các bạn gắn vào những cái động cơ mà nó có cái kích thước mảnh nó chênh lệch nhiều. Vì vậy là họ đã loại bỏ tính năng đó và họ thêm vào tính năng là các bạn có thể điều chỉnh bằng những cái dây chức năng ở đây thông qua những cái phím bấm bật tắt đèn và xi nhan của các bạn để các bạn có thể điều chỉnh cái tốc độ. Và cái tốc độ điều chỉnh ở đây thì nó sẽ cho các bạn điều chỉnh tốc độ là 1 km/h, có nghĩa là cứ mỗi một lần nhấp là nó sẽ nhảy tăng hoặc là trừ 1 km. Đấy. Thì cái này nó sẽ giảm cái sai số cho các bạn đi rất là nhiều. Nó có thể chính xác đến tầm khoảng 98 đến 99% rồi. Và những cái mà điều chỉnh như thế thì mình sẽ có một tờ hướng dẫn gửi kèm khi các bạn mua cái đồng hồ bên mình. Và mình sẽ không làm cái video hướng dẫn ở đây, bởi vì nó liên quan đến nhiều cái vấn đề khác và mình sẽ không tiện hướng dẫn. Rồi, tiếp theo. Cái đồng hồ này thì hiện tại bây giờ nó sẽ hỗ trợ IC thông minh nhiều hơn là IC nhôm. Bởi vì là tất cả các thương hiệu IC nhôm bây giờ hiện tại họ đang cố gắng tích hợp tất cả những cái giao tiếp giống như con IC thông minh Votol này, APT này vào vào trong cái bộ mạch của họ để họ cùng với cái giao tiếp này để chuẩn hóa giao tiếp. Thì hiện tại bây giờ những cái con đồng hồ này nó vẫn có dây hỗ trợ IC nhôm nhưng mà nó sẽ không hiển thị đầy đủ bằng những cái dây mà giao tiếp giống IC thông minh như thế này. Vì vậy là các bạn mua thì các bạn cần lưu ý xem cái IC của mình, nếu mà là IC nhôm thì các bạn xác định là nó có cái dây để giao tiếp giống IC thông minh hay không. Nếu mà không có thì xác định là nó sẽ chỉ hiển thị được cái tốc độ đây thôi và nó không hiển thị cái số, ví dụ ở số 1, số 2, số 3 mà các bạn di chuyển này, hoặc là những cái lỗi ví dụ như IC thông minh ấy, hoặc là những cái IC nhôm mà có cái giao tiếp giống IC thông minh ấy, thì nó sẽ có những cái báo lỗi khi các bạn gặp phải và nó sẽ hiển thị ở đây. Giống như cái này nó cũng vậy, nó có cái khung để báo lỗi này. Những cái màn hình màu này thì nó sẽ hiển thị rõ hơn để các bạn nhìn thấy những cái chức năng mà nó có ở đây. Rồi tiếp theo là cái số vôn. Số vôn ở đây thì các bạn có thể điều chỉnh từ 48 này đến 60 và các bạn mỗi lần nhấp thì nó sẽ nhảy một cái giải vôn mà nó được cài sẵn ở trong đó. Ở cái phần chỗ báo pin, báo bình ắc quy này thì nó sẽ có báo theo cả phần trăm này, 25, 50, 75 và 100%. Đối với con đồng hồ này thì các bạn sẽ có thể điều chỉnh được cái tốc độ bị sai số này trong quá trình các bạn đang di chuyển luôn nhé. Các bạn có thể dùng cái điện thoại của các bạn ấy đặt trên màn hình và đo tốc độ GPS và sau đó các bạn trong quá trình các bạn vẫn đang vặn ga, vẫn đang di chuyển, các bạn có thể sử dụng những cái phím bấm ở trên cái ghi lông của các bạn đấy và có thể điều chỉnh được cái tốc độ ở đây làm sao cho nó phù hợp theo cái màn hình điện thoại GPS của các bạn. Như vậy là các bạn có thể khiến cho cái đồng hồ này nó hiển thị cái tốc độ của bạn chính xác đến 98-99% và nó loại bỏ được những cái bước nó phức tạp. Các bạn tháo đồng hồ ra và vặn cái chiếc áp đằng sau. Đây là cái phiên bản gần đây và mới nhất và nó là được tích hợp với con chip thông minh để cho các bạn tiện hơn trong cái việc mà sử dụng. Và các bạn cần mua có thể liên hệ bên mình hoặc là bấm vào đường link phía dưới mà qua những cái sàn thương mại điện tử của bên mình, và đặt hàng thông qua những cái trang sàn thương mại điện tử thì có thể được miễn phí vận chuyển. Cảm ơn các bạn đã xem video.